Vâng, kính chào quý vị phụ huynh và các học sinh. Thì vấn đề về du học, đặc biệt là du học Mỹ, đang là vấn đề được rất nhiều bạn học sinh và quý vị phụ huynh quan tâm. Thì hôm nay, công ty du học Tân Đại Dương, một trong những công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu với quý vị trường Đại học St. Thomas, hay còn gọi là UST, Đại học Công giáo tại Houston. Trường được thành lập vào năm 1947 như một trường công giáo dành cho cả nam sinh và nữ sinh và là trường đại học công lập lớn nhất của tiểu bang và cũng là một tổ chức phi lợi nhuận lớn thứ 16 của bang St. Thomas, đứng thứ 124 trong danh mục các trường đại học quốc gia trong khảo sát của America Best College của US News and World Report vào năm 2011. Một sự tiến bộ từ hạng 137 một năm trước. Trường Đại học St. Thomas tọa lạc trong khu dân cư xinh đẹp tại St. Paul, thủ đô của bang Minnesota, một khuôn viên hấp dẫn tại khu dân cư trung tâm Houston. Thật thuận lợi để làm nổi bật lên nét văn hóa đặc trưng riêng của trường. Khuôn viên an ninh xinh đẹp này gần với sân bay và cả hai khu đô thị St. Paul và Minneapolis, hướng ra sông Mississippi. Hai thành phố song sinh này rất nổi tiếng về sự sạch sẽ, văn hóa và chi phí sinh hoạt thấp trong một môi trường trung tây thân thiện. Mall of America, khu phức hợp bán hàng lẻ và giải trí lớn nhất quốc gia, chỉ cách đó có 20 phút. Houston, một thành phố lớn thứ tư nước Mỹ, là trung tâm năng lượng công nghiệp, là cửa khẩu của quốc tế trọng yếu và là điểm đến của sinh viên các nước. Quận Museum của Houston có nhiều nhà hàng, cửa hiệu, câu lạc bộ, công viên, sân golf gần kề với khuôn viên trường. Sinh viên có thể thăm viếng trung tâm hàng không của cơ quan NASA và San Antonio, Dallas, New Orleans và Mexico trong những chuyến đi chơi cuối tuần. Trường St. Thomas tuyển hơn 10.000 sinh viên trong nước, cũng như hơn 300 sinh viên đến từ 63 quốc gia khác nhau đại diện cho mỗi châu lục. Tỷ lệ sinh viên và giảng viên hiện tại là 15:1 và các bạn học sinh sinh viên có thể tương tác trực tiếp với các giáo sư. Sĩ số trung bình của lớp là 21 sinh viên ở bậc đại học và 19 sinh viên ở bậc sau đại học. Thì một vấn đề nữa mà các bậc phụ huynh quan tâm là khi đi học xa nhà thì con em chúng ta sẽ ở đâu? Thì về nhà ở, trường có hai khu nội trú, Gunnan Hall được trang bị đầy đủ, nhà tập thể hiện đại có máy điều hòa, các phòng đơn và phòng đôi với đầy đủ đồ dùng, có phòng tắm riêng, còn căn hộ UST có máy điều hòa, không có sẵn đồ đạc, mỗi phòng có bếp nhỏ và phòng tắm riêng và có các nhà ở thuận tiện đi lại bên ngoài khu viên trường. Thì về đời sống sinh viên, trường hiện đang có trên 40 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên, bao gồm cả những tiện nghi trong hội sinh viên quốc tế như hồ bơi, phòng tập thể dục và các khóa dạy quần vợt, bóng rổ, quần vợt sân tường. Văn phòng hoạt động sinh viên có các hoạt động xã hội, văn hóa, tri thức, giải trí, giúp cho các bạn sinh viên giải trí sau giờ học. Khu viên trường còn có hai nhà sách, hai phòng thực hành tin học có nối mạng và hai thư viện. Thật là hấp dẫn đúng không? Về điều kiện nhập học thì trường đang nhận các loại học viên như sau: đại học 4 năm, thạc sĩ, nam và nữ học chung, trường tư thục, với các bằng cấp như bachelor, bằng cử nhân và master, tức là bằng thạc sĩ. Trường sẽ gửi thư chấp nhận có điều kiện đến những du học sinh đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu để nhập học nhưng chưa đạt được trình độ tiếng Anh thông thạo. Về trình độ Anh ngữ thì trường có những yêu cầu sau đây. Đối với bằng cử nhân, bạn phải đáp ứng được IELTS Level 112 hoặc là TOEFL PP 500 hoặc là TOEFL CP là 213. Và đối với chương trình thạc sĩ, bạn phải đáp ứng được IELTS Level là 112 và TOEFL PP là 550 hoặc TOEFL CP là 213. Thì trường hiện đang có các chương trình đại học tiêu biểu như kinh doanh, kỹ thuật điện và cơ khí, tin học, thông tin và báo chí, sinh học. Và bên cạnh đó còn có các chương trình sau đại học tiêu biểu như hệ thống phần mềm, kỹ thuật, giáo dục bao gồm lãnh đạo và phát triển tổ chức. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về trường cũng như học phí, hồ sơ nhập học và nhiều thông tin chi tiết khác, để theo dõi thông tin chi tiết, xin quý vị phụ huynh và các bạn học sinh theo dõi trên website của công ty Tân Đại Dương, www.tandaiduong.edu.vn, hoặc là quý vị có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tự Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chúng tôi còn có hai chi nhánh đặt tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và đặt tại thành phố biển Nha Trang. Hoặc là nhanh nhất, quý vị có thể gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng 0838 48 48 79. Xin cảm ơn.